uống sữa nó vi quá à. Thả anh rủ mình đi chung luôn, chứ bắt mình ở lại trong hộp sữa thế này mà thử thách mình ghê á. Nhiều gì cũng cấp ống hút sẵn. Thôi thì mình uống một ngụm. Ê không được không được, anh Nu dặn cho anh về uống chung, ráng xíu nữa thôi. Uống chung xíu chắc anh Nu không biết đâu. Ôi vị sữa Nu vi thơm ngon, thiệt là khó cưỡng lại. Rơi vào đầu mình vậy ta? Quá gấu bông bi bông bị biến hình dễ thương quá, là do nó hả ta? Ồ, ở trong có gì nè? Và đây là bi bảnh đẹp giỏi miễn bàn, bi hài vui ơi là vui, bi nổ, bi gấu, bi xàm hóng hớt ba xàm, bi gà tô gà ăn tức ở, và cuối cùng là bi sâu. Tiếp xem tại trang Facebook.